Ra, bông tai là xác những người đàn ông, chuỗi hạt là những sọ người, trang sức bằng những con rắn. Bà có bốn tay, một tay cầm gươm, một tay cầm đầu người mới chặt, còn hai tay kia ban phước và che chở. Con dê mà ta vừa thấy, lúc này đầu đã lìa khỏi cỏ. Tiếp theo sẽ đến lượt các chú gà. Nghe nói từ một thế kỷ nay, nữ thần đã nhân từ hơn nhiều, không còn đòi giết người để uống máu nữa. Bà chỉ còn khát máu dê và máu gà. Trước đây, mỗi lần tế lễ, tín đồ phải giết một người để hiến dâng. Nữ thần Kali không chỉ có chức năng hủy diệt, bà còn trông coi việc sinh sản, vừa tàn ác lại vừa hiền hậu. Trong lúc hủy diệt, bà vẫn ban phước và giúp cho sự sinh sôi. Đó chính là hai mặt của một vấn đề, là nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Ấn giáo. Nếu như thần Brahma, chúa tể của muôn loài, quá xa vời và khuất nẻo, thần Vishnu sẵn sàng cứu nhân độ thế, bảo tồn muôn vật, thì thần Shiva cùng với vợ của mình là Kali có trọng trách cân bằng lại vạn vật, bảo đảm cho sự tiến triển không ngừng theo quy luật có sinh có diệt. Người Ấn giáo thật sự biết mơ mộng khi tin vào thuyết luân hồi, nhưng cũng là bậc thầy về óc thực tế khi biết nhìn thẳng vào luật sinh diệt để chấp nhận những giới hạn về khả năng của con người. Họ không chỉ rung lên những hồi chuông để tôn vinh thánh thần, để cầu phúc, cầu an, mà còn là để cảnh tỉnh bản thân và đồng loại rằng cuộc đời con người là rất ngắn, cần phải tiến lên nhưng cũng phải biết dừng lại. Sự bằng lòng với hiện hữu sẽ được tô điểm thêm bằng niềm hy vọng và sự lạc quan vào cuộc sống, vào một cái gì đó mông lung, mơ hồ nhưng bất diệt. Đặc điểm kiến trúc đền đài cung điện ở Nepal là những tòa tháp nhiều tầng, mái nhỏ dần lên cao, trông rất huyền bí và bệ thế. Chúng tôi tới thăm một ngôi đền thờ thần Ganesh ở ven bờ một con sông, là chi lưu của sông Hằng trong lòng thủ đô Kathmandu. Một điểm nổi bật của tín ngưỡng Ấn giáo là sự tôn vinh hoạt động giới tính của con người nhằm duy trì nòi giống, cho nên Linga và Yoni được thờ ở khắp nơi. Trong các ngôi đền thường có một hoặc nhiều giáo sĩ Bà La Môn ngồi tụng niệm và ban phước ở một góc như thế này. Bạn sẽ phải trả một số tiền nhỏ tượng trưng để được giáo sĩ chấm lên trán một chấm đỏ may mắn hoặc nghe những lời giáo huấn trong kinh sách. Các vị này thuộc đẳng cấp cao nhất của xã hội, có quyền lực tinh thần rất lớn và thường là cha truyền con nối, là nền tảng xã hội của tín ngưỡng rất được tôn kính. Ganesh là vị thần voi, nhưng trong ngôi đền này được tượng trưng bằng những tảng đá do những tình tiết huyền bí nào đó trong quá khứ. Trong Ấn Độ giáo không chỉ có thần người mà còn có thần động vật, thực vật, đồ vật. Tất cả đều có linh hồn, có uy quyền, có tri thức, thần thông và năng lực rất lớn. Không ai có thể biết hết được các vị thần, kể cả những giáo chủ, những nhà thông thái, vì mỗi vị thần lại có hàng loạt hóa thân, cứ nối tiếp mãi ra thành vô tận. Đây chính là một tảng đá thờ rất linh nghiệm, có thể cầu xin chữa bệnh. Trên cả đất Ấn Độ và Nepal, trong lưu vực rộng lớn của hệ thống sông Hằng, đoàn làm phim chúng tôi đã sa vào một trận đồ bát quái của Ấn Độ giáo, quá đa dạng và phong phú, độc đáo và ly kỳ. Càng đi càng nhận ra tầm cỡ vĩ đại của nền văn minh hàng hà, mà một trong những nhánh đầu nguồn của nó là đây, là nguồn nước tuyết thánh thần ra đi từ thượng giới, tắm mát cho kinh thành, cho thần dân của biết bao thế hệ quân vương hùng mạnh trong cái thung lũng mơ màng này của Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ.
Từ thủ đô đến thành phố Bắc Tapua là con đường dài 20 cây số nằm trong thung lũng Kathmandu, được coi là trái tim của Nepal, rộng 1.166 km vuông, có khoảng 2 triệu dân, một địa bàn chứa tới 5 thành phố nổi tiếng, trong đó có thủ đô Kathmandu, cố đô Patan và cố đô Bắc Tapua. Tập phim này xin được dành riêng để nói về cố đô Bắc Tapua. Đây là một trong những đô thị cổ trù phú nhất của Hy Mã Lạp Sơn, một địa danh văn hóa lịch sử trọng yếu của Vương quốc Nepal và là một trong ba thành phố chính của thung lũng. Lịch sử sơ khai của nhà nước Nepal bắt đầu từ thung lũng Kathmandu mà 200.000 năm trước còn là một hồ nước khổng lồ. Tới năm 300, Vương triều Lichavi đã tạo dựng nên cái được gọi là kỷ nguyên vàng lần thứ nhất của Nepal, đồng thời du nhập Ấn giáo và Phật giáo vào vương quốc này. Bên trong vòm cổng này là khu vực hoàng thành cũ, nơi tọa lạc những công trình kiến trúc chủ yếu và lộng lẫy nhất của cố đô. Sự cổ kính và uy nghiêm của nó càng được nhân lên bởi không khí se lạnh của một chiều cuối đông giữa vùng Hạ Hy Mã. Đây là ngôi đền thờ thần Krishna của Ấn Độ giáo, một kiến trúc đặc trưng của nghệ thuật Nepal, có nhiều tầng mái vuông, trên nhỏ dưới lớn, trông rất ấn tượng. Những thành tựu rực rỡ của nền văn hóa Nepal được tạo dựng từ ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn Độ và từ bản sắc truyền thống của xứ sở. Văn hóa Ấn Độ nói ở đây bao gồm cả văn học nghệ thuật, hội họa, kiến trúc và chủng tộc, vì có rất nhiều người gốc Ấn sống lâu đời ở đây. Ngôi đền này thờ thần Shiva, hoàn toàn giống các đền đài Ấn giáo mà Huyền Bí Sông Hằng đã có dịp giới thiệu với quý vị trên đất Ấn Độ. Hai loại kiến trúc này là tác phẩm của hai tộc người khác nhau cùng sinh sống trong cộng đồng xã hội Nepal. Đó là người Ấn di cư vào Nepal từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 15, do hậu quả của các cuộc chiến tranh tôn giáo ở Ấn Độ. Và người Newa là dân bản xứ của thung lũng, vốn rất tài giỏi về kiến trúc, điêu khắc và hội họa. Đi tới đâu, ta cũng thấy hai loại hình kiến trúc rất đặc trưng này, nhất là các đền đài Ấn giáo. Vào thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 18 thì đây là chính là kinh thành chính thức của đất nước Nepal và được trị vì bởi vương triều Mala. Từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 15 thì không có gì xuất sắc, nhưng mà vào đầu thế kỷ thứ 18 thì có một vị vua tên là Bhupatintra, và ông ta đã cho xây dựng lại cái kinh thành này một cách xuất sắc. Chứ ở đây chúng ta có thể thấy được một sự tổng hợp tất cả những cái tinh vi nhất của ngành kiến trúc của đất nước Nepal và trở thành một cái kinh thành. Từ đó thì cho đến thế kỷ thứ 19 mới bị một cái dòng vương triều khác đánh chiếm và mới dời thủ đô về Nepal, về Kathmandu. Người ta có thể thấy được những cái kiến trúc tổng hợp, chẳng hạn như là kiến trúc của cung điện ngay sau lưng tôi. Đây là cái cánh cổng được gọi là hoàng môn để đi bước vào cung điện của vua. Và đây là một cái kiến trúc mang tính và mang phong cách của chùa, tiêu biểu của người Nepal. Tòa lâu đài này rất đặc biệt bởi nó có tới 52 cửa sổ, một tác phẩm độc đáo của nghệ thuật Newa. Và trước mặt của tôi đây là bức tượng của vị vua Bhupatintra, người đã cho xây cái hoàng thành này. Các nghệ sĩ Newa tài giỏi trong các thế kỷ 17 và 18 đã bắt đầu tạo ra nhiều công trình nổi bật từ gạch, gỗ, đá và kim loại, làm cho kinh đô và hoàng thành lộng lẫy hẳn lên. Đó là những lâu đài, cung điện, đền thờ Ấn giáo và những ngôi chùa Phật giáo nguy nga tráng lệ ngoài sức tưởng tượng của các nước láng giềng. Điêu khắc Nepal đạt tới đỉnh cao tới vương triều Mala từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó với cương vị là một loại hình nghệ thuật lại tương đối sớm, đó là điêu khắc gỗ vào thế kỷ thứ 12, còn điêu khắc đá là vào thế kỷ thứ 6. Sau này, vật liệu được ưa dùng nhất lại là kim loại, thường là đồng, được dùng để đúc hoặc gò dập
bằng những bàn tay tài hoa của thợ chuyên nghiệp. Rất tiếc là từ sau thời kỳ hưng thịnh, những bậc thầy của nghệ thuật tạo hình đã bị lãng quên vì nghề nghiệp của họ không còn được coi là cao quý nữa. Chúng tôi rời quảng trường trung tâm để tới một quảng trường khác của Hoàng Thành, nơi có ngôi đền 5 tầng, thờ vị nữ thần chính trực, hoàn thiện là thần Lakshmi. Đây cũng chính là tác phẩm của các nghệ sĩ Newa. Họ được nhà nước quân chủ trả lương để hoạt động nghệ thuật và đã tạo ra tới 7 di sản văn hóa của nhân loại trong cái thung lũng nhỏ hẹp chỉ bằng diện tích một tỉnh nhỏ của nước ta. Thật khó tìm được một nơi nào trên thế giới mà các công trình văn hóa siêu đẳng lại dày đặc đến thế. Nên nhớ rằng, thung lũng này rất hẻo lánh. Nó lọt thỏm giữa Hy Mã Lạp Sơn, hoang vu, kỳ bí. Khi tới các thành phố cổ, dù xa lạ với quê hương đất nước mình, chúng tôi đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Điều huyền bí nào đã tạo nên trạng thái tâm lý đó, thật khó trả lời. Song có lẽ đó là thời gian. Thời gian đã làm cho bộ mặt thế giới thay đổi liên tục, đã tạo nên sự cảm hoài, đã làm cho ta giật mình sực tỉnh. Thời gian tàn nhẫn và công bằng, lạnh lùng nhưng ân cần nhắc nhở chúng ta như chính thần Shiva cùng với tiếng chuông cảnh tỉnh về quy luật sinh diệt của Ngài vậy. Bên cạnh ngôi đền thờ nữ thần chính trực và hoàn thiện là ngôi đền thờ vị ác thần Pharaoh này. Cuộc đời luôn có âm có dương, có sinh có diệt, có thiện có ác. Thông điệp đó của Ấn giáo và cả Phật giáo nữa bay đến mọi góc biển chân trời, ngay từ những quảng trường góc phố ở đây. Sự già nua và tàn tạ biểu hiện đó đây trong nhiều ngõ ngách của kinh thành. Song hình như Bác Tapua không hề có ý nghĩ đầu hàng trước sự công phá của thời gian và sự lãng quên của thế giới hiện đại. Nó lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn để tồn tại và hiểu rằng những gì còn lại sau quá trình tiến hóa đều là những giá trị đích thực. Đó là lý do mà trong những năm gần đây khách vãng lai ngày càng nhiều. Chính Hy Mã Lạp Sơn tráng lệ và những kinh thành cổ kính đã làm cho du lịch trở thành ngành công nghiệp dịch vụ lớn nhất đất nước. Và trong lúc này đây, dưới ánh hoàng hôn Hy Mã, nó đang kiêu hãnh âm thầm về một quá khứ chưa xa. Suốt cuộc hành trình của ký sự huyền bí sông Hằng, chúng tôi đã trải qua không biết bao khoảnh khắc bồng bềnh giữa những vẻ đẹp vô tiền khoáng hậu của thiên nhiên, dù đó chỉ là một buổi hừng đông hay lúc chiều tà. Từng ngạt thở khi nhìn thấy ngọn Everest kêu sa đầy uy lực, giờ đây chúng tôi lại thẫn thờ khi đối diện với buổi bình minh trong cái thinh không gần như tuyệt đối trên một triền núi Nepal. Màn đêm như được tách ra làm đôi theo vết cắt của dãy núi tạc trên nền trời, hé lộ đường nét kỳ tuyệt của đỉnh Ganesh cao 7.400 mét. Trong tích tắc, mặt trời xuất hiện. Chúng tôi đứng chôn chân trước sự biến đổi kỳ tuyệt nơi chân trời. Trong màn sương mỏng, những đỉnh non cao vẫn mơ màng và cả thung lũng phía dưới vẫn chìm trong giấc ngủ say nồng. Buổi sớm mai trong thung lũng chuyển mình chậm chạp theo dấu vết của từng tia nắng, trong cái mờ ảo lãng đãng của khói sương, trong không gian núi sâu thẳm và thuần khiết, khiến lòng lữ khách bay bổng như vô tình lạc chân vào cõi mơ tiên. Những hình ảnh mà quý vị vừa xem đã được chúng tôi thu lại từ ban công của một khu nghỉ mát thuộc Nagarkot
ở độ cao 2.170 mét. Khung cảnh thiên nhiên ở đây đẹp như tranh vẽ và chỉ dành cho những ai muốn đắm mình trong cái tĩnh lặng của buổi bình minh lúc hoàng hôn dưới chân Hy Mã Lạp Sơn. Nhìn bức tranh Nagakot, chúng tôi hiểu rằng Nepal đang âm thầm thu hút một phần của thế giới hiện đại đến với mình một cách khôn ngoan và cẩn trọng. Một Sapa xinh tươi đang ẩn hiện nơi đây với những ruộng bậc thang uốn quanh sườn đồi. Thấp thoáng giữa các lối đi qua các thửa ruộng là những mái nhà của cư dân dưới thung lũng. Đa số những người dân sống trong khu vực này là người gốc Tạng. Buổi sớm của họ bắt đầu với vòng quay mang phước lành của bánh xe Mani và nó sẽ không thiếu vắng trong một ngày cũng như trong cả đời người của cộng đồng người Tạng bất cứ nơi đâu. Trở lại Kathmandu, chúng tôi ghé thăm một công trình tôn giáo có vị trí quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của những người dân Nepal theo đạo Phật. Nhìn từ xa, người ta biết ngay đây là tháp của Phật giáo Tạng truyền. Những dây cờ phướng ngũ sắc bay rợp trời, đôi mắt Phật đầy minh triết và uy lực. Âm hưởng của lòng thành kính và mộ đạo vang vọng khắp nơi. Hàng bánh xe chuyển pháp luân đều tăm tắp, luôn được khách thập phương quay tít trong lời khẩn cầu lầm rầm Om Mani Padme Hum. Chúng tôi đang ở thủ đô Kathmandu và đây là một địa danh rất nổi tiếng được gọi là Buddhanath, tức là một cái tháp thờ xá lợi của một vị Phật cổ Phật. Thì theo người dân Nepal thì đây là do công chúa của vua Nepal vào thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Cô ta đã năn nỉ vua cha nhiều lần đã xây cho mình một cái tháp để thờ tưởng niệm một vị cổ Phật, và sau đó thì đã trở thành một thánh địa của Phật tử ở xứ Nepal cũng như là